Chào tất cả các bạn. Báo tuyết là một trong những loài mèo lớn oai vệ và khó nắm bắt nhất trên thế giới. Người ta tìm thấy chúng ở vùng núi cao của châu Á. Cấu trúc cơ thể của báo tuyết hình thành để chống chọi lại thời tiết giá lạnh, và chúng dành cả cuộc đời vượt qua hàng nghìn km để tìm kiếm thức ăn cũng như sinh sản. Hãy cùng mình khám phá những sự thật thú vị nhất về con bót phản diện đầu tiên của phim Kung Fu Panda nhé. Vì báo tuyết sống ở những vùng hẻo lánh như vậy nên các nhà khoa học vẫn đang tìm hiểu về hành vi của chúng. Báo tuyết thích nghi tốt với môi trường lạnh giá. Bộ lông của chúng giúp giữ ấm trong thời tiết giá lạnh. Lông trên lưng và hai bên hông dài 5cm và ở bụng dài gần 12cm. Báo tuyết có thể sống ở nơi rất cao. Chúng thường sống ở độ cao khoảng 3.000 đến 4.500m. Báo tuyết thích những địa hình dốc và bên bờ vực như vách đá, mỏm đá, khe núi. Sở hữu chân trước ngắn và chân sau dài giúp chúng nhanh nhẹn trong môi trường dốc và gồ ghề. Báo tuyết không thể gầm. Khác với những loài mèo lớn khác, báo tuyết không thể gầm. Chúng chỉ có một tiếng kêu chính được gọi là tiếng thét thấu trời, vì tiếng kêu này lớn đến mức nó lấn át cả tiếng gầm của dòng sông. Báo tuyết có quan hệ họ hàng gần với hổ hơn là báo. Mặc dù được gọi là báo tuyết, nhưng loài mèo lớn này có quan hệ họ hàng gần với hổ hơn là báo hoa mai. Chúng có giày tuyết tự nhiên. Bàn chân rộng phủ đầy lông của báo tuyết hoạt động như những đôi giày tuyết tự nhiên, giúp phân bổ trọng lượng cơ thể trên lớp tuyết mềm và bảo vệ chúng khỏi cái lạnh. Báo tuyết là những vận động viên marathon thực thụ. Nó có thể chạy trên một quãng đường dài đến 40 cây số trong một đêm. Chúng có khả năng ngụy trang tốt. Báo tuyết ngụy trang vô cùng tốt. Với bộ lông dài và không có họa tiết nổi bật trên cơ thể, lớp lông này cũng thay đổi hình dạng theo những chuyển động của báo tuyết. Điều này khiến việc xác định từng con báo tuyết trở nên khó khăn hơn so với những loài mèo lớn khác như hổ, báo hoa mai và báo đốm Mỹ. Những loài này có nhiều dấu hiệu đặc biệt để phân biệt hơn. Báo tuyết là quán quân của cuộc thi nhảy xa. Báo tuyết sẽ thi đấu rất tốt trong hầu hết các sự kiện thể thao. Môn mà nó giỏi nhất chắc chắn là nhảy xa. Một số con báo tuyết được biết là có thể nhảy xa tới 9 mét, gấp 6 lần chiều dài cơ thể của chúng. Báo tuyết thường được gọi là những hồn ma của núi đồi bởi vì chúng rất hiếm khi được nhìn thấy và dành phần lớn cuộc đời của mình để sống đơn độc. Chiếc đuôi dày và khổng lồ của chúng giúp che chắn khỏi thời tiết khắc nghiệt và giúp cân bằng trọng tâm cơ thể. Chiếc đuôi này dài đến gần bằng cơ thể của chúng. Vậy báo tuyết to lớn đến mức nào? Hầu hết các cá thể nặng từ 27 đến 54 kg, cao khoảng 0,6m và dài từ 1,2 đến 1,54m. Mặc dù chúng vẫn được coi là động vật có vú lớn, nhưng kích thước này khiến chúng trở thành loài nhỏ nhất trong số 7 loài mèo lớn, tức là thua cả báo gepa. Đuôi của báo tuyết dài 0,8 đến 1,1m. Bộ lông của báo tuyết giúp chúng đi lại và rình rập con mồi trong tuyết dễ dàng hơn. Vào mùa hè, chúng di chuyển lên trên theo độ cao từ 3.000 đến 6.000m so với mực nước biển, nghĩa là chúng ở xa với khu vực có cây cối. Vào mùa đông, chúng có thể di chuyển xuống độ cao khoảng 1.200m. Báo tuyết là loài hoạt động lúc ít ánh sáng, tức là chúng hoạt động mạnh nhất vào lúc bình minh và hoàng hôn. Là những kẻ săn mồi cơ hội, sẵn sàng thích nghi với bất kỳ con mồi có sẵn nào. Chúng là loài mèo lớn duy nhất làm được điều này. Báo tuyết thường săn mồi riêng lẻ, ngoại trừ thỉnh thoảng đi săn theo cặp trong mùa giao phối. Phạm vi săn mồi của chúng có thể bao phủ một diện tích nhỏ chỉ khoảng 52 km² ở những nơi có nhiều con mồi. Nhưng đối với những nơi khan hiếm thức ăn thì phạm vi này nới rộng lên đến 1.036 km². Báo tuyết trung bình sẽ săn một con mồi lớn mỗi 1 tuần đến 2 tuần. Chúng là loài ăn chậm, vì vậy một lần săn thành công sẽ giúp chúng no bụng trong nhiều ngày. Trong thời gian này, chúng có xu hướng tích trữ thức ăn của mình trong các đường hầm tuyết, một loại tủ lạnh tự nhiên. Mùa giao phối của loài báo tuyết sẽ vào tháng Giêng đến tháng 3 và quá trình chuẩn bị cho việc giao phối của chúng có thể diễn ra rất lâu. Trong thời gian này, cả con đực và con cái đều sẽ để lại dấu hiệu bằng mùi hương đặc trưng để dụ dỗ bạn tình vào lãnh thổ của chúng. Bây giờ báo mới hỏi Bell, vườn hồng đã phát ra mùi hay chưa? Nani? Sau cuộc tình ngắn ngủi này là khoảng thời gian mang thai từ 3 đến 4 tháng. Lúc này những con cái sẽ tìm kiếm một khe đá có mái che để đảm bảo an toàn trong quá trình sinh nở, cũng như giai đoạn sơ sinh của những chú báo con. Báo tuyết mẹ có thể sinh đến 5 con, nhưng số báo con trung bình mỗi lần mang thai chỉ là 2. Những chú báo tuyết con mới sinh chỉ nặng khoảng 1 kg, phụ thuộc vào mẹ để được bảo vệ và kiếm thức ăn.
Báo con không thể mở mắt trong 1 tuần và chúng sẽ biết đi sau 5 tuần. Tuy nhiên, chúng phát triển nhanh chóng. Vào 2 tháng tuổi, chúng có thể ăn thịt. Và đến 3 tháng tuổi, chúng sẽ có thể cưỡi ngựa sắt đánh giặc. À, mình chỉ đùa thôi. Đến 3 tháng tuổi, chúng sẽ theo mẹ đi khắp nơi để học các kỹ năng sống quan trọng như là săn mồi. Mối đe dọa lớn nhất đối với báo tuyết có thể là biến đổi khí hậu. Việc mất môi trường sống và nạn săn bắn đã lấy đi khoảng 20% số lượng báo tuyết trong thập kỷ vừa qua. Nhưng biến đổi khí hậu thì còn ghê gớm hơn. Nó có thể làm thay đổi cảnh quan và thời tiết trong môi trường sống của chúng. Đồng thời điều này cũng tạo ra những khó khăn cho con mồi mà báo tuyết săn. Trong môi trường hoang dã, báo tuyết có tuổi thọ khoảng 10 năm. Có một số con có thể hưởng thọ đến 15 năm nhưng không phổ biến lắm. Trong điều kiện nuôi nhốt, những con mèo lớn này có thể tồn tại hơn 20 năm. Môi trường sống ưa thích của chúng bao gồm đá và địa hình gồ ghề trong các vùng núi cao. Đá và tuyết cung cấp cảnh quan và môi trường tuyệt vời cho chúng ẩn náu. Báo tuyết có cơ thể chắc khỏe và cơ bắp, đồng thời sở hữu các chân ngắn. Tất cả đều thích hợp trong việc giúp chúng vượt qua địa hình đồi núi và săn bắt con mồi. Do môi trường sống ở vùng núi lạnh giá nên chúng phát triển đôi tai nhỏ nhắn để tản đi ít nhiệt. Loài báo tuyết cũng có chiếc mũi rộng giúp làm ấm không khí một cách hiệu quả khi luồng không khí đi qua, làm tăng hàm lượng oxy lúc không khí loãng. Báo tuyết không tỏ ra hung dữ đối với con người, nhưng chúng sẽ bảo vệ lãnh thổ và đàn con của mình nếu bị xâm hại. Mặc dù có những điểm tương đồng về gen với hổ nhưng báo tuyết không thể gầm. Thay vào đó, chúng thở phì phò, kêu rừ rừ, rít lên, rên rỉ hoặc là thở dài. Thường được mô tả là những sinh vật nhút nhát. Những con trưởng thành chủ yếu sống đơn độc và hiếm khi được nhìn thấy trong tự nhiên. Những con cái trưởng thành có xu hướng ở lại với đàn con của chúng. Không giống như những loài mèo lớn khác, báo tuyết là một loài động vật không hung dữ. Khi bị đe dọa bởi một kẻ săn mồi khác, chúng có thể chọn chạy trốn và thường nhường con mồi lại cho kẻ thù. Khi chúng cảm nhận được sự xuất hiện của con người, chúng sẽ trở thành loài vật sống về đêm để tránh những cuộc chạm trán không cần thiết với con người, vì những xung đột có thể là mối đe dọa mang lại nguy hiểm cho chúng. Trung bình báo tuyết săn và giết một con mồi lớn sau 8 đến 10 ngày. Một số nghiên cứu trong điều kiện nuôi nhốt cho thấy báo tuyết giàu phổi suốt đời, nghĩa là không bị tiền mãn kinh mọi người ạ. Mặc dù hành vi này chưa được xác nhận trong tự nhiên. Bộ lông của báo tuyết có màu trắng hoặc xám với những đốm đen và hoa văn trên khắp cơ thể. Bụng chủ yếu có màu trắng. Khi di chuyển, chúng đánh dấu lãnh thổ và lộ trình di chuyển của mình bằng cách cào vào đá hoặc là phun nước tiểu. Chúng có thể săn con mồi với trọng lượng gấp 3 lần trọng lượng cơ thể của mình. Mặc dù chế độ ăn chủ yếu là thịt, nhưng đôi khi chúng cũng bổ sung cả cỏ và cành cây. Không rõ có phải là để cho đẹp da hay không. Khi con mồi hoang dã khan hiếm, báo tuyết có thể săn vật nuôi trong nhà, khiến người nông dân phải giết chúng. Sau khi rời xa mẹ, các con non trong đàn sẽ thường ở với nhau thêm vài tháng, rồi mới để em rời xa, hoàng tôn. Báo tuyết sẽ ăn gì? Báo tuyết là loài động vật ăn thịt và chúng tích cực săn mồi, mặc dù đôi khi chúng cũng sẽ ăn xác thối. Con mồi phổ biến nhất của chúng là cừu xanh Himalaya và một con mồi thế này sẽ giúp báo tuyết tiếp tục hoạt động trong 2 tuần. Những con mồi khác trong chế độ ăn của báo tuyết có thể bao gồm dê núi Siberia, dê núi Morpho, dê núi sừng ngắn Himalaya, cừu Ogali, khưu, ngựa và lạc đà. Khi báo tuyết không thể tìm thấy những con mồi to lớn, chúng cũng sẽ bắt các động vật nhỏ hơn như chuột đồng, mát mốt và thỏ pika. Báo tuyết dùng đuôi để làm gì? Chiếc đuôi dài và dài của báo tuyết giúp giữ thăng bằng. Điều này góp phần quan trọng khi chúng ở những rặng núi hẹp hoặc khi săn mồi trên địa hình khó khăn và vượt qua những khúc cua nguy hiểm. Một con báo tuyết đang nghỉ ngơi cũng có thể dùng đuôi quấn quanh cơ thể như một chiếc khăn để tăng thêm độ ấm. Các bạn có thể gọi nó là chiếc khăn gió ấm, Khánh Phương. Có lẽ điều đáng ngạc nhiên nhất là lý do khiến chiếc đuôi của báo tuyết dài như vậy là vì chúng cần tích trữ chất béo, giúp cơ thể vượt qua thời kỳ đói kém. Tại sao báo tuyết lại tự cắn đuôi? Các nhà khoa học vẫn chưa rõ. Một giả thuyết cho rằng báo tuyết cắn đuôi giúp chúng giữ ấm trong môi trường tự nhiên lạnh giá. Một số người khác cho rằng chúng chỉ làm vậy để chơi đùa mà thôi. Những kẻ thù của báo tuyết. Báo tuyết không có nhiều kẻ săn mồi, tuy nhiên chúng vẫn có một số kẻ thù. Kẻ thù chính của chúng không phải ai khác mà chính là con người. Con người luôn là kẻ thù số 1 của mọi loài vật.
Lý do tại sao các nhân vật phản diện trong phim muốn tiêu diệt loài người đôi khi cũng là vì vậy. Chúng ta giết chúng lấy bộ lông đẹp và ấm áp để làm áo khoác. Một kẻ thù khác của chúng là chó sói. Chúng nhắm vào đàn con của Báo Tuyết. Hầu hết chó sói đều lớn hơn Báo Tuyết, nhưng đôi khi chúng không thể thắng được Báo Tuyết. Những kẻ săn Báo Tuyết có nhiều cách khác nhau để giết chúng. Sói và con người săn lùng Báo Tuyết vì những mục đích khác biệt. Sói săn đàn con chứ không phải con trưởng thành, vì chúng có thể thua và thậm chí là bị con trưởng thành ăn thịt. Đàn con là mục tiêu thường thấy của bầy sói. Sói hiếm khi săn Báo Tuyết trưởng thành vì nó rất nguy hiểm. Và video phân tích thành niên Báo Tuyết của mình đến đây là hết. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video của kênh thì hãy bấm đăng ký nếu yêu thích chủ đề động vật nhé. Xin chào!